Vụ tai nạn xảy ra vào sáng qua ngày 25 tháng 9, clip ghi lại diễn biến vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh từ clip cho thấy chiếc xe tải loại 1,5 tấn chạy ngang qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc Nam. Đúng lúc đó, chiếc tàu vỏ chở hàng lao đến và đâm ngang xe tải. Va chạm kinh hoàng khiến xe tải bị lật nghiêng bẹp dúng trong khi nhiều toa tàu trật khỏi đường ray, đổ ngã xuống đường. Một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường bộ cũng bị dạ lây. Bụi tung mù mịt sau cú đâm mạnh. Cận cảnh vụ tai nạn tàu vỏ đâm xe tải nổ như bom khiến đường sắt Nghệ An tê liệt. Nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ tai nạn gây ra tiếng nổ như bom. Người dân vội vàng chạy ra hiện trường ngay sau đó. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ảnh hưởng. Đoạn đường sắt Bắc Nam qua khu vực này phải mất nhiều giờ để